Bữa đi chỗ anh bao nhiêu? Bữa đi chỗ anh bao nhiêu?
Không ra chuẩn bị. Ồ, thì thế mày đi mẹ cháu hai đứa ăn sáng sống không kịp gãy con bầu chắc chả hiểu không chả biết không mà cháu sáng mà mày cái chi luôn á ăn sớm ăn ốm rồi đi hoặc rồi cắt à, kiểu này này. À. Còn đó là mẹ bắt tắm à vâng vâng nắng quá không để ý được cánh bát nắng lắm nên thôi. Ôi, nắng mà nắng lục, nắng lục. Cô đánh phấn chưa? Ủa, đánh phấn, cả mẹ con quân trong điểm bên tay trong nghìn mà. Trong điểm nhà ai đó? Anh đến nhà, trong điểm ra đây. Ai trong điểm? Thì Dung đang đây không? Không biết. Dung nhỏ con nhỏ. Anh biết à? Ừ. Thấy ngang qua dông dông, cũng đưa điện thoại. Chắc là giữa đang đây tập. Nhọc lắm, quần nắng lắm. Được, thấy ảnh chưa? Thấy rồi. Đẹp không? Đẹp. Nhưng không đẹp cả ra đây. Không biết luôn, tháng nay rồi không làm được. Chưa bôi một cái gì luôn. Dứa lại còn một tháng nay rồi cho bị chán lắm. Dứa mà chưa vô mùa đấy. Không biết là mà răng mà lại bị dứa. Mà là toàn không biết lên mặt. Đâu có đâu người chẳng mục mà chứ không có mặt. Không biết là răng bị gì không biết nữa. Một tháng nay rồi không mà răng mà lặn được. Đến chồng mà trong khi cũng là chắc hay vừa nội tiết tố thái loạn à? Ừ. Lên nha cho mình bị loạn đang uống cái mẫu rồi mà cho biết ta uống uống một lâu mới được cho cái uống là được liền đắng lắm cho hai hộp bà nữa cho uống nữa để ăn cơm xong ra này chưa tắm được cái hiệu và cả người có hôm bảy giờ hôm bảy giờ đêm nha. Thế tháng này phải tất cả là tháng này có được 8 triệu không? 8 triệu. Nó làm thiếu mặn quả đi. Rồi, mới như chú ăn đầu chục. Mới như chú ăn à. Chứ quản lý rồi cũng bớt công nhân rồi, công nhân thì mới bới. Thích mày bới không? Ờ. À, nó bớt thêm phim, bớt người ta bớt trả thì bớt thêm. Cái hộp này đẹp nhỉ? Đầu sữa đó. Khách tặng à? Mô mẹ đưa cho đặng sữa con để ngoài chuột con đêm nó xuống con cắm hết nói vừa cả thùng sữa ăn cắm nhé nhét ra cứ mỗi hộp con cắm một hộp có người ở đây mà vẫn cắm nhỉ có người ở đây mà vẫn cắm chung à chung là chung là chắc thịt bắt khác từ đây cho nó nhét thịt rồi nhà thịt sao lại mua cái gì chẳng